con đường được nâng cao, thì cái giá họ phải cho môi trường cũng là quá lớn. Họ phải thở không khí ô nhiễm hơn, uống nước thiếu nhiều độc tố hơn và môi trường xung quanh họ nóng bức hơn. Việc mà chúng ta cần làm để cải thiện môi trường sống của chúng ta ngay bây giờ trước thực trạng ô nhiễm quá nặng nề này là chúng ta góp sức để bảo vệ trái đất của chúng ta, bảo vệ môi trường sống. Việc này không chỉ dừng lại ở việc giáo dục ý thức người dân mà còn là một phần trách nhiệm rất lớn của các cơ quan nhà nước và các cơ quan chức năng phải có những biện pháp phù hợp để bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Và ngay bây giờ chúng ta, bản thân mỗi chúng ta còn phải chung tay góp sức để cứu lấy con kênh này, cứu lấy cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phóng sự của chúng tôi. Phóng sự trên được thực hiện bởi đài truyền hình Trần Quang Khải, quận 12.